chào bạn và chào mừng các bạn đã đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những thông tin trong ngày. Đạt Duy chửi mắng dọa đánh Du Uyên. Hôm qua ngày 25 tháng 4, Du Uyên đã lên tiếng xác nhận là chia tay Đạt Duy sau nhiều ẩn ý. Từ những lời nói của Uyên, nhiều người khẳng định hẳn cặp đôi đã chia tay không hề êm đẹp. Như thể chứng minh cho sự tình thì mới đây, Du Uyên đã đăng tải một loạt story cho thấy sự vũ phu của bạn trai cũ. Cụ thể, trước thông tin Đạt Duy để lại kênh YouTube 1 triệu sub cho mình để làm chủ, Du Uyên khẳng định để lại một đống nợ thì có, đồng thời đưa ra bằng chứng cô đã bị kích quyền quản trị khỏi fanpage và YouTube xưa nay cả hai dùng chung. Không những thế, Du Uyên còn đăng tải tin nhắn của Đạt Duy chửi thề, văng tục, dọa gặp đầu đấm đấy với cô. Trong tin nhắn không có sự yêu thương của người yêu, cũng chẳng có sự tôn trọng nào. Đạt Duy chửi thẳng bạn gái cũ là con, đòi sang tận nhà để đấm thêm lần nữa. Hóa ra sự đánh đấm này cũng không phải là lần đầu, cũng chẳng xa lạ. Đến nay, trên trang cá nhân của Du Uyên đã xóa bỏ các story cũ, để lại dòng chữ định tỏ ra mình là người đáng thương, bị hại đến bao giờ vậy. Còn phía Đạt Duy cũng hoàn toàn im lặng về chuyện tình cảm. Anh chỉ đăng lên kênh YouTube mới, kêu gọi người hâm mộ chờ đợi những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình. Và cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News. Và các bạn hãy nhớ rằng ấn like và ấn theo chúng mình nhé. Và bọn mình cũng có thêm một kênh TikTok nữa, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới thôi. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn. Bye bye.